Ok, cái phần giới thiệu thôi. In this episode of Life Uncovered, I'm meeting biohacker Leon. Biohackers take a DIY approach to hacking their own biology in an attempt to live forever. Ngoài nội trên is website Emerson cũng có cái bài clip và giới thiệu sơ qua cho các, các bạn rồi waking out taken on anh này nhìn cũng rất là theo kiểu là style phong cách răm uh, chỗ này kia tóc dựng dựng cũng cả uh, a lot of dedication and it feels like it could just be a big waste of time i mean if it's true who doesn't want to be young forever so i can totally see the appeal of it My big question is like hello mọi người thực ra cái chuyện mà bạn uh, gọi là muốn chăm sóc bản thân muốn sống lâu sống khỏe và uh, có những cái cách thức tiếp cận về mặt khoa học thì không có gì là sai mình đã làm ra một cái tựa đề đã làm ra một cái thumbnail như các bạn nhìn thấy nghe có vẻ nó rất là chối tai nhưng thực sự đối với vincent cái video này để nó thể hiện đúng một cái quan điểm mà vincent muốn nói đó là các bạn hãy làm ơn hãy học những cái thứ căn bản thôi hãy sống một cuộc đời thoải mái hơn đừng có bị những cái viển vông đừng có bị những cái xa vời thực tế các bạn vẫn là con người các bạn đừng có biến bản thân thành ma cà rồng hay thành siêu nhân hay thành bất cứ cái gì các bạn không làm được đâu các bạn rất là nhỏ bé <laughs> Hello. Hey, how are you doing? I'm back. Yeah, good. Nice to meet you. Nice how you doing to meet you as well. Thanks yeah, for letting in. me come. Yeah, of course. Well. Show me what it takes to sure Bio uh, <laughs> let me uh let me just make you a bulletproof coffee. pha ngay cho một ly gọi là cà phê bulletproof như là anh này thì có thể là nó không được gọi là lịch sự cho lắm hay không được đúng cho lắm thì như vincent thì sẽ nên hỏi là bạn có thích uống cái này cái kia không là tại vì nó có một cái phần là liên quan tới biohacking hay là biohacker như là những cái người này là tất cả mọi thứ ở trong cái cuộc sống của họ từ những cái điều nhỏ nhất đấy thì họ cũng gọi là rất là theo cái kiểu rất là tính toán rất là chi ly uống là phải uống đúng cái này uống ăn đúng cái kia hay là kể cả là cái cách uống hay là rất là nhiều thứ nữa thì cà phê gọi là bulletproof coffee thì là cà phê pha với lại những cái loại chất béo mct như là bơ như là kem dừa như là một vài những cái loại chất béo mà họ có thể thực ra là họ có thể mua được ở cái dạng là thực phẩm bổ sung để gọi là ngăn chặn cái chuyện là dâng đường huyết ngăn chặn cái chuyện dâng insulin rồi có rất là nhiều những cái tác dụng mà đa phần là bị khoa trương quá mức và có thể là bác này hay là uh, chú này thì uh, sẽ là một fan của andrew huberman chẳng hạn đó và cái chuyện này thì cũng không có gì là sai cả nhưng mà cái chuyện một cái điều ở đây là mình cũng muốn nói là cái cái tác dụng của nó thì nó nó không có lớn nó không có khoa trương đâu và cái chuyện người ta thích uống cái cà phê cái dạng này thì cũng là bình thường thôi vincent cũng từng uống những cái dạng này ở trong quá trình mà mình thực hành gọi là thay đổi hình thể body transformation rồi nhưng mà nói là để mình thích hay không thì mình khá là cái người mà thích cà phê nghiện cà phê mình cũng khá là dễ uống những loại này nhưng mà cũng có thể với những bạn mà chưa quen thì uống vào nó còn gọi là có thể là có những cái triệu chứng như là đau bụng như là tìm kiếm toilet chẳng hạn nên là thực ra nó cũng không phải là phù hợp với tất cả mọi người đặc biệt là với những người mà người ta chưa quen ngay đâu I think But you're always gonna... just thought you know what butter and a coffee. Yeah, no, this is my not spin on it. it. This is the green tea powder, some turmeric, three different types of mushrooms. Nay còn có yep. thêm yep. nghệ rồi so why, why I bột trà xanh rồi I'm còn có forever. thêm các loại nấm. Đấy really, uh, theo cái dạng là có những tác động lên tinh thần. Do you think that's realistic? Definitely. You think you can realistically live forever? Speed of innovation. Hey. Mình biết là làm uh, nội dung thì nhiều khi hơi chém gió một tí nhưng mà bác này nói là sẽ muốn uh, gọi là sống uh, tới năm 3.000 tuổi là sống ở một uh, hành tinh khác ấy. Làm ơn, hãy quay về trái đất thôi. Và cũng có thể là bác này hay chú này là đang sống ở một hành tinh khác rồi ấy ở trong cái đầu này nè. Đó, chứ còn mà uh, làm chém gió, chém vừa vừa thôi, sống khỏe, sống gọi là thọ 125 tuổi đạt được cái giới hạn đó thôi cũng đã là gọi là rất là rất là đỉnh rồi à, bác này cũng có một cái thanh chốt cũng khá là phù hợp với lại cái kênh của Vincent và các bạn đó là cái kênh về fitness đó, cũng là một người có vẻ là cũng là, là chiến thần chiến binh gì đó ở phòng gym is exponential at this point. Every year, we can't even keep up anymore. What's it taste like? Yeah, I mean I am getting the mushrooms for sure. Yeah, yeah. Very much Come on, Không ngon lắm đâu nhưng mà hồng viên thì cũng phải hơi gọi là Different age. This is my bedroom. It's a lot of oils. Yeah, so these are 36. We can't even keep up anymore. What's it taste like? Thấy có gì I mean I am getting the mushrooms for sure. Yeah, yeah. Very mushroomy. I don't think I fully know your real age. 36. You're 36, yeah. okay. not 36. What the f hey. Em trai này còn nhỏ tuổi hơn Vincent nữa. Nhỏ tuổi hơn Vincent khá khá nữa. Đấy. Mình cứ tưởng cái này là gọi là bác này hay chú này cũng gọi là gần gần rồi. Cũng luộc thuộc cái lứa tuổi là. À, cần phải quan tâm nhiều đến gọi là ở cái chết quan tâm nhiều đến cái chuyện già giống như kiểu là brand johnson có rất là nhiều tiền rồi thì bây giờ nhìn mình sập sệ quá nhìn mình già quá thì à, tìm những cái cách thức để thay đổi cái gọi là cái cuộc sống của mình hay cái thể chất của mình á. vợ con đè hòe rồi con cái cũng đã lớn rồi nó tự lo được bản thân rồi và gọi là mình mới bắt đầu mình gọi là uh, chăm sóc bản thân để mình trẻ lại để mình sung sức lại rồi cũng gọi là có thể chém gió là để mình sống lâu, sống khỏe, đến năm 3000 cái đó không sai. Nhưng mà chú em này mới có 36 tuổi thôi. 36 tuổi thì ở Việt Nam mình gọi là còn phải đi cày, còn phải gọi là uh, trẻ trung sung sức để làm những chuyện khác. Nhiều khi lại còn uh, phải ở trong độ tuổi mà gọi là vẫn còn là cái chữ là trẻ trâu ấy. Cũng không phải ai là 36 tuổi cũng là trưởng thành đâu. Nhưng mà uh, chú này thì gọi là chú em

is it to have this level of stuff? Maybe around a thousand every 45 to 60 days. Mm. That... Which isn't, isn't small change, is it? It's not. It's... Not some people buy a Gucci bag, I'd like to just... Hmm. Đây không phải là một cái phòng khách của một cái căn nhà bình thường của một người 36 tuổi được các bạn ạ. Đối với Vincent nó giống như một cái kho chứa những cái hàng lậu, chứa những cái loại gọi là tân dược, giả dược hay là những cái loại thực phẩm bổ sung ở một cái kho gọi là hàng lậu hàng dược phẩm lậu hay là có thể là không lậu nhưng nó là một cái kho gọi là tự phát tự kinh doanh gì đó giống như là một cái kho gọi là bán hàng shopee của những cái gọi là đại ca những cái gọi là anh chàng ở trong cái thời đại bây giờ là kinh doanh những cái sản phẩm theo cái dạng là uh, tự chế tự gọi là làm chẳng hạn ấy. do you have like a specific position? Chuẩn luôn, chuẩn fan của Andrew Huberman luôn. Chú em này thì cũng thuộc cái nhóm là ngủ là phải ngủ hướng này, ngủ hướng kia, đó rồi phải sử dụng gối như thế nào, chân đặt ra làm sao, tư thế như thế nào đó. Nhưng mà có cái thiết bị điện tử để gần đầu như này thì có vẻ là không có gọi là triệt để cho lắm. Nếu mà ngủ đúng kiểu mà Bible Hacking, Bible Hacker hay là phải loại bỏ hết các thiết bị điện tử ra, cách xa ra để ra phòng khác, đó, các thứ. It's strictly postural. I'll typically just come out here. My wife and daughter are usually still sleeping. I will do Wim Hof breathing. I will show you an example of how I do the breathing oh, well, I'll start first and then you can just kind of jump mm. in I will tell you it's it is um Wim Hof Breathing cách thở theo kiểu Wim Hof Thì bạn có thể search trên Youtube, trên Google gì đó sẽ biết là Wim Hof là một cái người cực kỳ gọi là siêu nhân, siêu việt về khả năng thể chất à, Có cái biệt danh là The Iceman, người băng, người có thể chạy à, cự ly gọi là half marathon à, Trên à, nền băng mà chạy bằng chân trần cởi chân Nó có thể bơi ở trong cái gọi là cái đường gọi là đường nước mà cái, trong cái thời kỳ đóng băng nó đó, một cái khoảng cách mình nhớ đâu đó cũng khoảng là đâu đó là rất là xa mình không nhớ rõ nhưng mà cũng là một cái kỷ lục của người có thể gọi là bơi lội ở trong băng và là một cái người mà À, gọi là đưa ra rất là nhiều những cái tips như là uh, sẽ là phơi lạnh đó tức là tiếp xúc với thời tiết lạnh rồi sẽ gọi là rèn luyện cơ thể như thế nào ở trong cái chuyện là thích nghi với lại môi trường xung quanh và trong đó thì có một uh, phương pháp thở tên là wim hoop uh, từ bản thân ông này thở rất là sâu hít rất là sâu và hít rất là mạnh như thế để đẩy oxy vào thực ra nó thật với các bạn ấy nhiều khi nó mang cái tính chất là ờ à, vui chơi thôi và đặc biệt là phải tùy thuộc vào cái địa phương ông ta ở hay là bản thân cái bộ gen nữa chứ còn cái chuyện mà thở như thế mình nói thật các bạn ấy ngày xưa mình cũng thử rồi đó nói là xưa thì không phải xưa lắm nhưng mà cách đây mấy năm thấy mình thử rồi đó. cũng gọi là học đòi gọi là bài hack kinh tí nhưng mà thấy nó cũng gọi là uh, nhìn nó cũng khá là kiểu là uh, ngẫn ngẫn ấy kiểu là theo kiểu hơi nhìn nó hơi ngớ ngẩn kiểu mình làm như thế thôi mình đi ra ngoài trời mình hít thở không khí hít thở cây xanh trong lành thì nhiều khi còn tốt hơn ấy extremely powerful you can get high from doing that from all the oxygen this is where I make my morning coffee so how often ở thế thôi mà chú này cũng gọi là ghét hai được cái cũng gọi là phê được cái thì chú dễ phê quá ấy, chú em không biết cái bạn phóng viên này là trong đầu bạn nghĩ gì ấy. nhưng mà nếu mà trong đầu Vincent mà Vincent làm cái phần này mình sẽ bắt đầu là mình mình sẽ khó chuyên nghiệp được như bạn này mình nói thật là mình sẽ gọi là chè môi ra chê ngay đó. biểu hiện bằng cái cảm xúc trên gương mặt ngay là tại vì trong đầu mình, mình sẽ nghĩ à, cái chú này chú ấy 20-22 sao Đồ, Ngày nào cũng nhịn ăn day to 20 to đến 22 giờ trừ thứ Bảy Chủ Nhật uh, I mean, one Nghe one nó có vẻ window. quen quen you no, Mọi nơi đều, đều có những hộp nhựa Riêng cái chuyện có nhiều, nhiều hộp nhựa không thôi thương ấy. Thương Nó đã gọi là không biohacking lắm rồi các bạn Thực sự luôn, cái chuyện mà trong nhà quá nhiều đồ nhựa và sử dụng những cái sản phẩm có quá nhiều đồ nhựa các bạn cũng biết là Đồ nhựa thì có rất là nhiều những cái loại chất hóa học trong đó mà Nó tồn tại mãi mãi này đó, Và nó gây độc mãi mãi này đó, Và nó, khi mà nó tiếp xúc nó vào trong cơ thể mình ấy thì Nó không phải là một cái điều tốt đâu đó, Quá nhiều đồ nhựa I definitely think that some of it is a money making scheme, mm. you know, people that know what they're doing like me can usually avoid you can the traps it. of that yeah. taking the pills is simple you take them out and you down them and it's what well, how many uh, between 40 to 60 um, and that it a... like a pharmacy yeah it smells bad I'll just... người nó giống như là tiệm thuốc ấy trời ơi, trong nhà mà ông toàn đồ nhựa toàn hũ này hũ kia và một ngày ông gọi là chơi tới 40 đến 60 viên thực phẩm bổ sung ấy mà ông lại nói rằng là ông không bị rơi vào cái bẫy của những bên mà muốn kiếm tiền từ ông ấy Tôn hiểu, đó I'll put a few more in there, grass-fed beef organs, It's really great, I love it Isn't there an argument that your body can only take oh, x amount of vitamins and it'll just basically excrete the rest of it? Yeah, exactly, but uh, I'm, I'm fine with that happening, if part of it is wasted, fine, you know There is an argument for some of these, these vitamins that like in large amounts they do handle Cái mà chắc chắn bạn sẽ đạt được Khi mà một ngày bạn uống Gọi là tới 40 đến 60 viên Tất cả các loại Hợp chất này, hợp chất kia Vitamin này, vitamin kia Đó là nước tiểu của bạn Rất là thơm Có thể hình dung như thế, là rất là nhiều mùi Mình không biết là nó có thơm hay không Nhưng chắc chắn nó sẽ rất là nhiều mùi cũng có thể coi là một à, gọi là sản phẩm nước tiểu đắt tiền nhất trên thế giới. Khi mà bạn gọi là sử dụng những cái lượng như thế là nước tiểu của bạn rất là đắt tiền, nhiều khi phải gọi là chữ lạnh lại và gửi tới nơi nào đó để người ta phân tích, mình nói thật, nước tiểu cực kỳ đắt tiền. Kể cả là cục phân bạn ị ra nữa cũng rất là đắt tiền, tại vì đa phần là những cái thứ này ấy tại sao cơ thể chúng ta cần bộ máy tiêu hóa để có được vitamin có được khoáng chất từ thức ăn là tại vì cơ thể chúng ta sẽ có những cái cơ chế về mặt hóa học về mặt sinh hóa để điều chuyển để biết chỗ này thừa chỗ kia thiếu để gọi là có thể tổng hợp thứ này tổng hợp thứ kia và loại bỏ thứ này thứ kia còn uống từ 40 đến 60 gọi là viên những cái hợp chất này vào ấy, thì mình không biết là cái hấp cái gọi là cái chu trình mà để phân giải hết những chất này ở trong à, cơ thể của chú em này là bao nhiêu nhưng mà những cái nhóm như là vitamin như này kia thì chất khoáng này kia nó đi ra khá là nhanh thì chỉ phục vụ cho mục đích là ở à,

đóng băng cơ thể đó gọi là những cái phiên bản gọi là chiến binh mùa đông, the winter soldier giống như là ngoài đời thật đấy thì cái này thì cũng là một cái gọi là công việc kinh doanh cũng khá là hứa hẹn khá là tiềm năng khi mà có rất là nhiều người giàu bây giờ thì người ta muốn gọi là đóng băng cơ thể người ta để đến lúc nào đó mà gọi là khoa học có thể gọi là phát triển ra những cái công cụ những cái gọi là công nghệ để có thể là làm họ sống lại làm họ trẻ và sống lâu mãi mãi thì à uh, cũng là một ý tưởng khá là khá là vui. Uh, mình cũng thích xem là ngoài đời có gọi là uh, chiến binh mùa đông hay không hay là gọi là có bóc hay không ấy nhưng mà mình không biết là mình có đợi được đến lúc mà chú này gọi là uh, có thể gọi là phá băng mà ra hay không. 120,000 for your full body you use life insurance. Okay. To fund it. okay. So we take out a million dollars uh on each me and my wife. Is it not Is it not not a million dollars at a technology that hasn't been proven to work? If you do it, you have fifty percent chance of it succeeding, right? If you don't do it, you have a zero percent chance, so you're dead. Is it relaxing living like this? I think about death a lot. I think about all of these things, and it is it can be a bit exhausting. Where's the kind of need to biohack and chú phóng viên này hỏi một câu khá là chí mạng nó nhưng mà chí mạng với những cái người mà tỉnh táo thôi chứ còn với cái chú em mà bao hacker này thì nó không có chí mạng lắm tức là chú này hỏi một câu là mày sống như thế có thoải mái hay không ấy thì chú kia ngay lập tức bật một cái mốt gọi là biohacker hacker lên là tao lo lắng về cái chết tao sợ hãi tao này ở kia trời ơi chú mới 36 tuổi thôi cuộc đời vừa mới bắt đầu nó mà chú đã ám ảnh về cái chết đã sợ chết đã lo lắng đã gọi là bị quá là căng thẳng về cái chuyện là à, chết rồi ấy, về cái chuyện sợ này sợ kia ấy. đây chính là biểu hiện của những cái ám ảnh cưỡng chế về mặt tâm thần của một cái tâm lý rất là yếu của một cái điều là người ta đang ở trong một cái nỗi ám ảnh mà bản thân họ không biết thực ra chú nên đi gọi là du lịch nhiều hơn sang Việt Nam gọi là thử làm gọi là công nhân hay là sang Việt Nam thử làm một cái công việc gì đó ở những cái địa phương ở Việt Nam chẳng hạn đấy công việc từ thiện công việc xã hội bất cứ công việc gì ở Việt Nam đảm bảo sẽ thấy cuộc đời gọi là vui tươi hơn đảm bảo sẽ thấy gọi là ở à, mình cũng chẳng có sợ chết nữa mình cũng chẳng bị ám ảnh về cái điều gì nữa mà mình sẽ thấy là mình sống được nhiều hơn mỗi ngày chứ không phải là ngày nào mình cũng gọi là tập trung vào cái thời gian để ăn ngủ hít thở theo dạng wim hút như thế để, để có được những cái giây phút thăng hoa phê gì đó rồi uh, sử dụng rất là nhiều loại thực phẩm bổ sung như thế mình chả thấy nó có gì là sung sướng cả mình nói thật nói thật là nếu mà những cái bạn nào mà như cái bạn bạn ở trong video này thì uh, các bạn hãy tận hưởng cuộc sống nhiều hơn đó, đừng có bị ám ảnh như thế, tất nhiên mình cũng hiểu là cái cách tiếp cận của bạn và những cái lý do bạn hướng tới cái chuyện quan tâm tới cuộc sống của bản thân, quan tâm tới cái chuyện là mình có sống lâu hay không, rồi quan tâm tới những cái khía cạnh về mà sức khỏe, nó rất là tốt. Cái này thì mình khuyến khích, cái này thì mình rất là theo cái kiểu rất là cổ vũ. Đó, nhưng mà đừng bị ám ảnh quá. He takes multiple prescription pills every day, but he doesn't actually have the conditions the pills are made for. Are these uh, prescription drugs? Prescription. Is so that legal? It is. It is. It is completely. Yeah, it's completely. So, how are you getting them? Online pharmacies, legitimate pharmacies in the United States. Are you worried about the prescription drug element of it, just no. in case? No, this maybe you take something you shouldn't. And there's a ton of websites out there. I do the research. This is a diabetes drug. And Obviously, I don't have diabetes. They've proven taking this basically reduces all cause mortality. This is just typical over the counter uh, allergy medicine with yeah. loratadine in it. Loratadine is one of the ingredients that can block a particular cancer pathway. To Dalafil, it's for your sex uh, sex drive. But the the real benefit of this is again that it lowers your blood pressure. This is a little bit more controversial. This is an anti-organ rejection drug. There is an anti-aging off-label use for this. So I take 6 tablets of this on Sunday evenings. It's some pretty pretty hardcore stuff, isn't it? Yeah, an anti-organ rejection diabetes. Are you sure that like the amalgamation of all of them together isn't having kind of yeah, so there's problematic. A, I'm open with my GP about it. I tell her and she advises me. Why aren't the drug companies themselves saying, look, you can you know reduce your chance of cancer by taking this or right. why is big pharma not saying we can make millions they from this? Make, because they can't on. make billions. If you can make millions, you want to make billions, they want to make trillions, big pharma is not here to help you. không chỉ ở trong phòng khách mà đây giống như phòng bếp hay là toilet gì đó chỗ nào cũng có rất là nhiều thuốc và đây còn là những cái thuốc theo cái dạng là phải kê đơn đó nhưng mà bạn này thì sẽ mua về để sử dụng dưới dạng là off label tức là sử dụng với những tác dụng vốn không được sinh ra cho cái loại thuốc đó khi mà các công ty dược của họ sản xuất ấy nhưng mà nó có một cái điều mà mình gọi là rất là chống lại của những cái bạn này tức là các bạn ấy hay sử dụng những cái thuyết âm mưu hay là hay bị ảnh hưởng bởi những thuyết âm mưu là à, các công ty là à, không sẽ gọi là giúp chúng ta rồi à, gọi là mafia ngành dược, mafia ngành y tế, không giúp trị bệnh chỉ muốn kiếm tiền, chỉ muốn này chỉ muốn kia, họ không tin vào hệ thống y tế của đất nước họ các thứ ấy. Đó. Nhưng mà bạn không tin vào hệ thống y tế được gọi là chuẩn chỉnh về mặt chuyên môn, về mặt đào tạo này kia, nhưng bạn có thể tự tin vào bản thân, lên Google, lên online tự nghiên cứu, tự mua hàng, tự gọi là sử dụng với những mục đích mà không vốn được sinh ra cho những cái loại thuốc này cho những cái loại chất này. Mình hỏi thật các bạn ấy, tức là các bạn có bị sao không? Đó. Ở Việt Nam mình cũng có những bạn là có suy nghĩ như thế nó cứ suốt ngày chửi ngành y suốt ngày chửi bác sĩ suốt ngày chửi y tế đó xong rồi tự lên mạng tự lên shopee mua gọi là đồ hàng này đồ hoàng kia trời ơi thuốc nó quan trọng là cái chất lượng nó quan trọng là đã được kiểm định và nó quan trọng hơn là có người chịu trách nhiệm có người kê đơn kê toa bác sĩ người ta theo dõi người ta chịu trách nhiệm người ta có quyền và người ta cũng đi kèm với lại trách nhiệm có nghĩa vụ thì sẽ có trách nhiệm và đi kèm với nhau như thế thì mới tạo ra một cái sự đảm bảo tạo ra một cái sự an toàn chứ còn đây là các ông tự lên online các ông tự gọi là tìm kiếm những cái địa chỉ của những cái thuốc này thuốc kia các ông tự mua về các ông cũng tự quyết định liều lượng của bản thân các ông cũng tự sử dụng thuốc với một mục đích là off label tức là sai khác với mục đích ban đầu của loại thuốc đó như ở đây thì mình có nhìn loáng thoáng qua là mấy các loại thuốc như là metformin mấy cái loại thuốc mà thuộc cái nhóm là kinh điển của những cái anh chàng gọi là theo cái trào lưu là biohacker này nhưng mình nói thật đây chính là biofucker đó chứ không phải là biohacker bạn đang khiến cơ thể bạn phải chịu đựng với rất là nhiều thứ áp lực về mặt gọi là cơ thể bạn cần phải xử lý hết cái đám thuốc này rồi phải theo một cái lịch trình là mọi thứ ở trong cuộc sống của bạn là bị kiểm soát bởi cái ám ảnh của các bạn, các bạn đang là con dối cho chính cái ám ảnh của mình. Ok, okay. một phần uh, khá là liên quan đến yeah, cái 20. lối sống mà tập luyện. And what time are you usually hitting the gym? Around 8, 8 p.m. So it's the last thing you do just before you eat. Exactly, exactly. In the future, That's my right. house is gonna be completely biohacked out. I'm gonna have the gym, the pool, the steam room and sauna. I'll have a hyperbaric oxygen tank. I'll have a cryotherapy tank. So how much do you think you'd need to set aside to have a fully biohacked house? Probably a few million. I'll have a reverse osmosis water system. On my, uh, on my water tank so that I'm not bathing in, in water that has fluoride and chemicals in it. And government's trying to kill you with. But are you saying that they are Chú phóng viên này hình như muốn nói là thôi mày phải dừng lại đi. Ok đủ rồi đấy hoặc là chữ zero gì đó những cái lời mà bạn hacker là chia sẻ nghe nó thấy nó gọi là nó ở một cái tầm vũ trụ luôn đấy. bạn này thì cũng là một người mà có rất là nhiều về mặt tài chính đi, điều kiện kinh tế dư giả nên là bạn ấy sẽ trong tương lai sẽ muốn là có thể đầu tư vài triệu đô nữa để gọi là có thể thiết lập được rất là nhiều hệ thống trong nhà như là phòng gym, hồ bơi, phòng tắm sauna, rồi phòng gì đó mà có cái lượng oxy rất là cao đó để vào đó để tận hưởng gì đó rồi mà sẽ gọi là làm một cái hệ thống lọc nước để gọi là à, tránh cái chuyện là sử dụng những cái loại nước thông thường là tại vì chính phủ thì đang muốn gọi là giết chúng ta bởi những cái sản phẩm như thế. Trời ơi. Mới 36 tuổi thôi mà bây giờ ông còn sợ cả uống nước nữa, uống nước thông thường nữa. Đó thì trời ơi, sống mà như thế thì chỉ có ở trong nhà và trong cái hệ thống của riêng mình thôi. Tất nhiên nếu bạn có thể làm được một chuyện là xây dựng một hệ sinh thái cho riêng bạn, cung cấp cho riêng bạn thôi thì bạn cũng chỉ có thể ở trong cái 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 khu vực đó thôi chứ bạn đi đâu cũng bất tiện hết á, bạn đi gọi là ra khỏi nhà thôi, gọi là nhiều khi là ra ngoài gặp một cái uh, tình trạng thời tiết nào nó bên ngoài cái hệ sinh thái của bạn thôi, ấy. nhiều khi bạn cũng sợ nữa, nhiều khi bạn sẽ không dám đi đâu nữa consciously to kill people 100% because they're trying to make people sick. If people aren't sick, you don't make money. So the government is absolutely not happy about people being healthy. chính phủ thì sẽ không cảm thấy vui vẻ khi mà mọi người khỏe mạnh là tại vì à, mọi người phải gọi là bệnh tật thì chính phủ mới có tiền. Đây là những cái thuyết âm mưu mà à, nghe nó cũng vui và thực ra nếu mà cái điều này xảy ra ở Mỹ thì mình nói thật là à, đối mình ấy thôi nó, nó xảy ra ở mỹ hãy lo cái chuyện ở mỹ chúng ta ở việt nam chúng ta hãy lo cái chuyện ở việt nam đi nhưng nó có một điều ấy là bạn này thì không tin vào hệ thống y tế gọi là chính phủ sẽ gọi là giết họ bằng nước uống hay bằng cái gì đấy rồi chính phủ là muốn họ bệnh tật lên là chính phủ mới có tiền chứ không muốn họ khỏe mạnh nhưng bạn ơi bạn mua thực phẩm bổ sung là do bên nào bán bạn mua những cái loại mà thuốc kê đơn kia là do bên nào sản xuất có phải là do ngành dừa không có phải là do ngành chăm sóc sức khỏe không những thông tin bạn đọc được ở trên online là đến từ cái ngành nào đó hay là đến từ những cái người amateur nào đó lên gõ gọi là thông tin để cho vui làm nghiên cứu để cho vui và làm thử nghiệm rồi đăng lên những bài báo để cho vui đó chúng ta luôn luôn có cái hệ thống về mặt gọi là uh, gọi là thượng tầng đi đó và kể cả là những cái cơ sở hạ tầng nữa nhưng nó cần cái sự uh, quản lý cần cái sự kiểm định và kể cả những cái phần như bạn mua là chất lượng sản phẩm nó cũng đến từ những yếu tố mà kiểm soát kiểm định và quản lý của những cơ quan chức năng cái đó rất là cần thiết với một cái xã hội hỗn loạn như ngày nay The Cabal, the Medici's, the Rockefellers, the Rothschilds—what, as like a coordinated effort? 100%. And how would that never make it out to the outside world? It is in the outside world, but you got to realize there's a class of people out there that want to be controlled. Because the idea that there's like a Cabal running the world mm. that's trying to kill us with fluoride in our water is very QAnon. That's like a cool. kind of Q, Q kind of. I think most biohackers are just. they they think it's important to be able to control their own outcomes rather than to bury their heads in the sand stress chính là sát thủ thầm lặng stress căng thẳng ám ảnh sợ hãi tất cả những yếu tố đó chính là cái mà có thể gây ra rất là nhiều những cái tình trạng và có thể là đẩy cái việc là già hóa hay lão hóa đến sớm hơn, gây ra những cái sự suy mòn đến sớm hơn đối với chúng ta. Nếu mà theo cái nhóm như là Brian Johnson, 4 năm, 46 tuổi, gặp những cái suy mòn, gặp những cái dấu hiệu lão hóa mà ảnh hưởng rất là tiêu cực đến sức khỏe rồi, ấy, kể cả là sức khỏe về mặt sinh lý hay là kể cả là những cái phần liên quan đến chất lượng cuộc sống ấy thì, lúc đó thì có thể suy nghĩ, đó nhưng mà chú này rất rất là trẻ. So what's happening today so I know we've got okay. a whole day of treatment. Yeah, so we're gonna go to uh, my favorite biohacking clinic. It's called a Human. Um, so there's actually something called a biohacking clinic. That's like a thing. Yeah, yeah, that's what, that's what we okay. một, có hẳn yeah, một phòng khám, có hẳn một phòng điều trị yeah, yeah. liên yeah, quan yeah, đến biohacking. Biohacking okay. clinic. Okay. Uh. Sure, why the hell not? So so we do ozone, ozone therapy. Yeah. yeah, go for it. So what, what's going on here then? Ozone is three particles of oxygen, O3. Ozone therapy is delivery of ozone, mixing it with his blood, and putting that back into his system. It increases the levels of antioxidants. So is this now going back into his blood? Yeah, correct. Yeah. Yeah. One of the more unexpected elements of it for me is the kind of use of. The, the kind of prescription drugs for off-label purposes what do you think of that i don't use the medication <coughs> sorry bad. Uh, for my patients would but, you recommend it to a client um, we're not currently i guess there is a worry that maybe không chỉ là bác sĩ này không sử dụng những cái đó mà bác sĩ này cũng sẽ không giới thiệu à, tức là gọi là ông tự nghiên cứu gì đó ở trên mạng xong rồi ông xem được một cái phương thức nào đó xong rồi ông sẽ đi tìm và ông thấy ở chỗ này nó có một cái máy theo cái kiểu là à, cung cấp uh, ozone như thế và có thể truyền vào đường máu của ông thì ông đến ông đăng ký. Nghe cũng gọi là vui phết đấy. Uh. Having a lot of that drug over a long period of time could have unforeseen consequences. Yeah, I mean consequences will come if they're going to come and they won't if they're not. So only time will tell. Lý luận của chú em biohacker này nó nó siêu buồn cười. Ấy. tức là <cười> uh, bạn bạn phóng viên thì hỏi rằng là uh, mày có nghĩ là sẽ có cái hệ quả gì không khi mà mày uh, theo cái lối sống này sử dụng nhiều cái loại thuốc, loại thực phẩm bổ sung rồi cả kể cả là sử dụng những cái cách thức này thì uh, chú kia có nói lại rằng à uh, nếu mà hệ quả nó tới thì nó sẽ tới bằng bất cứ cách này hay cách khác nó mà chỉ có thời gian mới biết được trời ơi thế mà cũng đi gọi là bay ở hacking, bay hacking kiểm soát là mình phải gọi là nắm rõ thì mình mới làm chứ còn nếu mà nói là hệ quả nó sẽ tới dù bằng cách này hay cách khác và nếu nó tới thì nó cũng tới thì rồi chúng ta cứ đợi thời gian xem thì bệnh tật nó cũng thế nếu mà nó tới thì nó cũng sẽ tới bằng cách này cái khác và chúng ta không đợi thời gian và quan trọng hơn là cái chết nó cũng sẽ tới đó dù bằng cách này hay cách khác và cũng phải để chờ đợi thời gian và thực ra không cần chờ đợi đâu đó. cái chết chắc chắn sẽ tới và các bạn đừng quên rằng là như Brian Johnson thì cũng chỉ gọi là dám mạnh miệng tuyên bố là tôi sẽ sống đến năm 125 tuổi thôi là tại vì cái đó là một cái giới hạn theo rất là nhiều nghiên cứu về mặt gen, về mặt lão hóa hay kể cả là về mặt là chúng ta có thể sống lâu hơn cái mức đó được không ấy thì 125 năm chính là cái giới hạn và Brian Johnson thì bỏ rất là nhiều tiền, có rất là nhiều đội ngũ hùng hậu chứ nói chung là hoành tráng hơn chú em này rất là nhiều mà ông ta cũng chỉ mong muốn sống đến cái năm đó không thôi nó cũng đã rất rất là thành công rồi chứ còn chú này thì hơi có một cái gì đó nó hơi hơi sai sai 100 âm 111 độ C Đấy. Đúng là quá trình mà tạo ra gọi là chiến binh mùa đông luôn Còn khá là dài để mình xem còn cái trò gì nữa không cái Video này khá là dài rồi You're doing good? You're doing smash it. Okay. Đó, à, hay chứ được uh, trải nghiệm không biết là có miễn phí hay không nhưng mà phỏng vấn chú kia chắc chú cho gọi là trải nghiệm miễn phí thì cũng được về gọi là chém gió cho bạn bè cũng được mày đã từng được uh, làm cái trò này chưa I was Uh -huh. có thể kiểm tra được uh, cái độ già của bạn chỉ bằng một giọt máu để xem kết quả như thế nào Wow. I can't even find the page. I'm 20. No. Wait. I'm also 20. What? So technically that means that I won because I'm older than you. My biological age is 12 years younger. Oh, was wow. 16 years younger. Amazing. What? Kết quả thì theo kết quả cái bài test này thì bạn hacker này là có tuổi gọi là đang là tuổi sinh học là chỉ 20 thôi. Đó. rồi nhưng mà bạn phóng viên kia thì chả làm gì. nhưng mà cũng có kết quả là tuổi sinh học là 20 đó và bạn uh, biohacker này vẫn cảm thấy rất là tự hào. Đó là tại vì sau khi mình đầu tư rất là nhiều triệu đô rồi một ngày phải uh, sử dụng những cái đống kia đống kia rồi uh, phải tiêm, chích uh, bản thân rất là nhiều và mình uh, đạt được cái độ tuổi theo một cái bài test này là 20 tuổi về mặt sinh học. Nhưng mà các bạn đừng quên rằng cái bạn phóng viên kia thì trẻ hơn cái bạn bèo hacker này. Họ chẳng làm gì cả và cái chuyện từ một giọt máu mà khám ra bệnh đã trở thành một cái cú lừa lớn nhất trong lịch sử những cái startup khởi nghiệp và đặc biệt liên quan đến gọi là sinh học hay là liên quan đến y tế rồi thì cái màn này ở đây nữa thì cũng có thể trở thành một cái gọi là phương pháp là theo cái dạng là đáp ứng đúng cái giấc mơ mà các bạn bio hacker là bạn muốn thôi đó chứ còn con người không thể nào mà chỉ dựa trên một cái giọt máu xong từ đó đưa ra một vài cái gọi là dấu hiệu về mặt sinh học cái biomarker chỉ số này chỉ số kia được là tại vì cậu cũng biết mà ở Việt Nam xét nghiệm máu hay là ở bất cứ nơi nào xét nghiệm máu thì nó tùy thuộc vào những cái hệ thống bài test và người ta hướng tới cái điều gì và nó dựa trên những cơ chế nào thì ở đây thì họ không nói rõ nhưng mà tuổi tuổi sinh học hay là những cái trò chơi về mặt chỉ số như thế nó chỉ là những cái trò chơi về mặt kiểm nghiệm về mặt gọi là con số về mặt dữ liệu thôi nó dựa trên những cái tẹp so sánh thông thường thôi chứ nó có những thứ rất là căn bản ở đây về mặt logic là một cái bài test mà cho thấy rằng bạn đã bỏ rất là nhiều tiền rất là nhiều công sức làm rất là nhiều thứ đầu tư rất là nhiều thứ vào bản thân ấy nhưng kết quả của bạn ấy cũng chẳng có gọi là tốt hơn một cái người chả làm gì chả làm gì thì có thể là uh, cái dấu hiệu sinh học đó thì cần phải được gọi là kiểm nghiệm dựa trên những cái bài test phức tạp hơn và dựa trên những cái quy trình kiểm tra phức tạp hơn chứ còn test này cho vui thôi các bạn. In reality this journey hasn't made me want to do what Leon does. He's taking a lot of risks and I understand why he's doing it. He wants to live for a long time, he wants to be there for his family and I think he's a nice guy. I understand why Leon wants to live longer. In truth, so do I. But a lot of what he's doing is unregulated and risky. And with so much of his life consumed by prolonging the future, is he really living right now? Yeah. Rất là lãng phí thời gian, thực sự ấy. Đây chính là biofacker thôi, mình nói thì có thể là các bạn thấy cảm thấy là nó hơi lặng lẽ nhưng đối với Vincent là cần phải nói lặng lẽ như thế là tại vì có những người nếu mà không bị những cái cú sốc hay là những cái gì đó mà giúp họ là tỉnh ngộ ra thì họ cứ u mê mãi với những cái giấc mơ, những cái ảo tưởng, những cái sự nịnh nọt hay những cái sự vỗ về cái tôi mà kiểu là đang cần được du ngủ đó bạn này đang có vấn đề rất là nặng về cái chuyện là ám ảnh hình thể và mình cũng mong là các bạn xem kênh hay là các bạn quan tâm đến những chủ đề này ấy, thì các bạn hãy có một cái sự cẩn trọng kiểm soát cái cuộc sống của bản thân hay là làm cho cuộc sống, chất lượng cuộc sống, tình trạng thể chất rồi, cái chuyện là ngăn ngừa bệnh tật những cái đó rất là tốt. Nhưng các bạn không cần phải làm nhiều thứ như vậy đâu. Các bạn cứ tập luyện dinh dưỡng nghỉ ngơi lifestyle đúng cách. Chuyện là làm được những cái yếu tố đó đúng cách không thôi ấy, nó đã rất là khó khăn rồi và nó đã là một công trình rất là vĩ đại cho bản thân các bạn rồi. Đó, các bạn không bị bệnh tật các bạn nhìn trẻ trung hơn sung sức hơn các bạn không bị ám ảnh bởi những yếu tố là tiêu chuẩn này tiêu chuẩn kia về mặt ngoại hình hay là phải như thế này phải như thế kia các bạn có một đời sống không có căng thẳng không có stress không bị đau đầu nó không bị nghiện điện thoại nghiện porn không bị gọi là ám ảnh bởi bất cứ thứ gì ngoài kia mà luôn có cái sự gọi là tăng tiến về mặt kiến thức tăng tiến về mặt sức khỏe thể chất cũng như là càng ngày cuộc sống của bạn càng gọi là chiêu hơn, càng chất lượng hơn như một cái bình luận của các bạn ở đây là uh, anh chàng này thì cần phải gọi là đi tốc khỏi inter, internet là tại vì giống như à bản thân bạn này bạn nói là nếu anh ta mà không có internet không có Google không có những cái nghiên cứu bài hacking đội nhóm học hacking không có gọi là tự nhận mình là pro bio hacker là người mà hiểu biết về y tế hiểu biết về hệ thống chăm sóc sức khỏe là hiểu biết về những cái âm mưu lớn lao của chính phủ của mafia y tế này kia thì anh ta sẽ cảm thấy chiêu hơn thực sự luôn Hãy cảm thấy chiêu hơn nhẹ nhàng hơn sống thoải mái hơn ăn uống cũng gọi là thoải mái hơn tất nhiên không có bừa bãi nhưng mà ăn uống thoải mái hơn tập luyện thoải mái hơn đó, vì bản thân nhiều hơn sống nhiều hơn đó thì thậm chí là tốt hơn giống như kiểu đi phơi nắng nhiều hơn hay là đi du lịch ở những nước gọi là có thời gian gọi là phủ tuyết nhiều hơn hay là những cái yếu tố theo dạng là sống nhiều hơn như thế nhiều khi sẽ khỏe hơn rất rất là nhiều thay vì thở theo kiểu Wim Hof ấy, thì thôi nhiều tiền như thế đi gặp ông Wim Hof ấy, trò chuyện, sống với ông mấy ngày, đó, thứ này kia gặp gỡ trao đổi nhiều hơn và cái chuyện là kết nối trao đổi với xung quanh và giao tiếp xã hội thực sự nó sẽ giúp bạn trẻ trung hơn và thực sự là sẽ có chất lượng cuộc sống tốt hơn còn cái chuyện ở đây thì mình không dám nói là sẽ gọi là sống lâu hơn, sống già hơn tại cái đó nó phụ thuộc rất là nhiều vào yếu tố gen Đó, thực sự mình phải nói thật nó phụ thuộc rất là nhiều vào yếu tố gen khoa học cho tới thời điểm hiện tại thì chỉ làm sao để nghiên cứu ra trị bệnh ung thư và chắc chắn sẽ trị được này rồi trị những cái căn bệnh khác mà nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống những năm mà chúng ta già chứ còn cái chuyện mà à, những cái theo cái dạng là tự thử nghiệm như này thì bản thân họ thì họ có quyền lựa chọn nhưng mà như vincent thì mình cũng là một thằng sợ chết nhưng mình cũng sẽ gọi là đợi xem là có bao nhiêu ông thử nghiệm và nó có một cái hệ thống nào đó áp dụng và có kết quả chắc chắn hay không đó rồi số tiền nó như thế nào và có những cái rõ ràng như thế thì những cái ông nào đi thử nghiệm trước tiên cứ làm chuột bài trước đi còn khi nào có kết quả tốt và tôi có đủ điều kiện thì tôi cũng có thể gọi là tham gia nhưng mà với một cái gọi là tinh thần rất là cẩn trọng chứ không có thể mất tiền quá nhiều như vậy và mất cuộc sống quá nhiều như vậy vào những cái điều mà bản thân mình còn chưa có biết rõ đây là một cái chuyện mà gọi là thử nghiệm những cái thứ rất là rủi ro nhưng lại luôn nghĩ rằng là ở à, mình mạnh mẽ hay là mình có thể chấp nhận được cái này nó không phải là sự mạnh mẽ không phải là sự tiến bộ đó các bạn ở đây thì mình muốn chia sẻ những cái điều như trên và rất mong mà cái video này thì sẽ giúp cho các bạn à, gọi là có những cái giây phút à, vui nhộn hơn so với những cái video mà cung cấp kiến thức thông thường à, cũng mong là nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách like share, subscribe nếu bạn chưa subscribe ủng hộ kênh bình luận cái ý kiến của các bạn hay là chia sẻ những cái điều mà các bạn à, đang làm để cho cuộc sống của mình được à, gọi là chất lượng hơn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn và đối với là sống nhiều hơn trong những cái năm tháng mà bạn gọi là khỏe mạnh và duy trì cái sức khỏe nâng cấp sức khỏe trong những năm tháng mà chúng ta đang ở trong độ tuổi 30 40 50 60 đi chăng nữa thì à, bạn cứ sống được nhiều hơn và trẻ trung được nhiều thời gian hơn, tránh cái chuyện mệt mỏi oải oải gọi là có chất lượng cuộc sống rất là kém thì đối với Vincent nó có ý nghĩa hơn rất rất là nhiều. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vincent sẽ xin phép kết thúc video ở đây. Vincent sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Rất là cảm ơn mọi người.